Xin mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã bổ nhiệm cha Giuse làm tân chánh xứ giáo xứ Bình Khánh, giáo hạt Xuân Lộc. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021, giáo xứ Bình Khánh vui mừng chào đón quý khách từ các nơi về tham dự thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức chánh xứ Bình Khánh. 9 giờ đoàn đồng tế long trọng tiến vào thánh đường. Nghi thức nhậm chức hôm nay cho cha quản hạt Đa Minh Ngô Công Sứ thay mặt Đức Giám mục Giáo phận chủ sự. Tham dự nghi thức có quý cha trong hạt Xuân Lộc, quý cha Linh Tông, quý tu sĩ nam nữ, quý khách thuộc các giáo xứ Tân Bình, Bắc Hải, Thái Hiệp, Phước Lý, Chánh Tòa, Thái Xuân, gia đình Linh Tông, huyết tộc và cộng đoàn giáo xứ Bình Khánh. Khởi đầu nghi thức, cha tăng chánh xứ trình lên cha quản hạt văn thư bổ nhiệm. Cha quản hạt Đa Minh thay Đức Giám mục Giáo phận công bố văn thư bổ nhiệm và chủ sự nghi thức nhận xứ. Sau phần công bố văn thư bổ nhiệm, cha quản hạt giới thiệu cha tăng chánh xứ với cộng đoàn giáo xứ và quý khách. Sau đó là các nghi thức nhận xứ, trao dây, các phép, tuyên xưng đức tin và tuyên thệ nhậm xứ. Mở cửa nhà tạm, đến tòa giải tội, ngồi ghế chủ tòa, đến tòa giảng, nghi thức nhận xứ kết thúc với việc ký nhận phúc trình. Thánh lễ tạ ơn được cử hành nối tiếp một cách trang trọng. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông trưởng ban hành giáo thay mặt cộng đoàn cảm ơn quý đức cha đã yêu ái trao cho giáo xứ Bình Khánh một vị chủ chân mới. Cảm ơn cha quản hạt trong thời gian vừa qua đã vất vả trong vai trò quản nhiệm và hôm nay chủ sự nghi thức nhậm chức. Cảm ơn quý cha và quý khách đã hiện diện trong thánh lễ tạ ơn trong ngày hôm nay, cùng chúc mừng cha tân chánh xứ trong dịp kỷ niệm 21 năm thụ phong linh mục. Tiếp đến, cha tân chánh xứ cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn quý đức cha, cha quản hạt cũng là cha nghĩa phụ, quý cha, quý khách và gia đình. Sau thánh lễ, mọi người cùng nhau tham dự bữa cơm thân mật với sự góp vui của nhiều ca sĩ công giáo và quý khách. Xin chúc mừng giáo xứ Bình Khánh có vị chủ chân mới và xin cầu nguyện cho cha tân chánh xứ Giuse để ngài tiếp tục sống và thực thi sứ vụ là khí cụ bình an của Chúa cho nhiều người khác. Thịnh Nguyễn xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã xem kênh của Thịnh Nguyễn.
sắc son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đang cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều trong gai nhưng tình con quyến không phai nhòa. Đoạn đường con đi tuy nhiều khi gian khó để chìm, Ngài hằng bên con muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiền.